Cái này ở dưới đó mà dưới chân không lên được tận đỉnh nữa, không tiện được. Cái kia bọn hấp bia ngon lắm. Liều sẽ cao hả? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Đây, anh xem này, anh em xem này. Hiện tại bây giờ tôi đang đứng trên đỉnh núi nhá. Đó, các bạn thấy xa xa ở dưới là cánh đồng ruộng. Đấy, bạn xem thấy chưa? Đây, hôm nay tôi đi cùng với là một ông anh với một ông chú đây. Các bạn xem này, đấy. À, ông anh đang tìm cái con mà có thể bán được tiền triệu mỗi ngày các bạn này. Bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem cái cách để tìm cái con kiếm tiền triệu này nó như thế nào. Bây giờ anh xem đấy, anh đang bới đấy các bạn ạ. Không đơn giản đâu các bạn nhé. Anh em chúng ta đang hành trình để khám phá kiếm tiền triệu mỗi ngày các bạn. Thấy các bạn thấy không? Đấy, anh đang nãy giờ có gì thấy con gì không anh ơi? Chưa thấy con gì. Nhớ thấy con gì? Mới thấy có một con ốc. Đấy, con ốc. Tí nữa mình sẽ xem con ốc như thế nào. Có bạn nhiều lắm. Đấy, nhiều lắm. Anh em leo núi phải cẩn thận anh em. Đấy, anh em xem này, trên cao rất nguy hiểm. Đấy. Phải bới đá nó làm mới có hả? Đây. Sơ sơ này. Đó, đấy. Đó, đó. Anh em xem này. Đó, sơ sơ này. Đó. À, lạt sướng nhá. Đấy, bây giờ có mấy con này. Đó, con ốc này. Đó. À, thế đây là con ốc gì anh nhỉ? Đây là gọi là ốc đá, hay người ta gọi là ốc núi. Ốc núi. Con này chắc ăn ngon đó anh. Con này ăn thì đúng rồi, đặc sản của các bạn. Đấy, các bạn xem. Các bạn có gì phải lên tôi, lên đây tôi đưa lên núi. Núi. Nguồn đấy, được đấy, nhiều đấy. Tôi đổ, trong nhân đổ cho các bạn xem. Đây là mới bắt có, chưa đầy bắt. Đây đây, nó nằm đây đây. Đây đây, đấy là những cái vỏ nó. À, vỏ không, cái vỏ không chết à? Đây, đây, đây. Nằm sâu đấy, mà còn nó. Mưa chưa ăn thua gì đấy. Tức là trời mưa nó mới có đúng không? Trời mưa, trời nắng thì mình bắt công, mình bắt đá này nha. Trời nắng. Cái này là bới hết cả dãy núi. Đấy, kiếm tiền triệu, bây giờ ngoài chợ là bán cái giá là 100.000 đúng không anh? 100.000 một cân. 100.000 một cân. 150 đến 100.000. 150 đến 100.000. Khá cao đấy. Chứ mình chỉ cần yếm, cần là một yếm là được 1 triệu nguồn. Cái nào mà cao thì bắt được hơn yến, hơn 2 yến. Dạ. Không thì trung bình cứ bắt được vài cân. Đấy. Chứ có bới thì có đâu. Nhưng mà cái này đi bắt cái này thì hơi vất vả, neo dạ. Hơi vất vả lắm. Đá này mà mưa to là nó tự nổi ra hết. Ừ, mưa to là nó mưa to hết. Là nó lên trên nó ăn. Mưa to nó các bạn, mưa to các bạn chỉ việc nhặt thôi. Mưa to chỉ việc nhặt ốc. Mưa to mình không phải vất vả mình đi. Đấy. Cái này đấy đó. Đó con ốc này. Đó. Đấy. Ốc bò luôn rồi đúng không? Ừ, mưa. Đá. Ví dụ mà cứ mưa là ốc nó sẽ bò thôi. Đây đây đây, nó nhỏ luôn. Đó. Đây nó nhỏ này. Đấy con ốc nhỏ bắt hết, bắt về thả. Rồi. Nuôi con nào? Nuôi nhiều đấy chứ có ít đâu. Nhưng mà cũng từng bãi đúng không? Ừ, chỗ nào cũng có. Không có đoạn đá nhiều lắm. Rồi. Chỗ nào mát, chỗ nào ví dụ cái loại ốc này thì nó phải có mát, nhiều. Càng ẩm đá càng nhiều. Nhiều. Cái buổi sáng này phải kiếm được tầm 2 yến là nguồn. Mua 2 yến là qua 2 triệu, hơn 2 triệu. Thì buổi sáng mà kiếm được hai yến là ngàn. Chứ mà phải cái mưa không nào mà cái mưa to á. Mưa to á. Mưa đi đá trơn. Nhưng mà mưa nào đi leo núi là hơi ngại. Ừ, nguy hiểm. Leo núi không quen là trời mưa là nguy hiểm. Đi không có độ bám thì dễ bị ngã mà. Bám. Đấy, nhiều phết rồi. Không, cái này mà mưa. Bới này mẹ không có rắn của mẹ. Không rắn thì không có, cái này thì không có. Anh thấy người anh chạy. Không có rắn. Nhưng mà trời mưa cơ. Trời mưa mà mẹ bới đi. Không phải bới. Không bò ra. Mưa như nó bò lên. Con sau này nó mát. Quẩy trời lên. Nhớ cái đoạn trên đường bới đá cái này. Trời mưa đây này. Trời mưa nó bám trên cái cỏ này. Rồi. Cái này đó, đó. Nằm trên cỏ đúng không? Ờ, nó có bám trên cái cỏ trên cái đá đây này. Ví dụ mà mưa. Mà mưa to là chết hết. Đây này. Đó con ốc này.
căn bản là hôm nay đi đây này, bên trong con đây đấy, đúng không phải, không phải con à, đây đây con nhỏ, con nhỏ con này, con ốc nhỏ, ốc nhỏ, ốc này phải hấp bia nguồn lắm, hấp bia đây đây đó đâu ạ, đấy nó bán ăn cỏ đó, đó đó nhiều nhiều đó đó đấy. Hôm nay mà gặp phải trời mưa mà trời tự dưng bây giờ mà mưa xem có đi lạc đúng không, chỉ nhặt tiền không các bạn, đây toàn nhặt đi nhặt tiền trên núi thì. Mỗi tội là leo núi, là leo núi là phải có kinh nghiệm, không có lẽ không có kinh nghiệm leo núi là nguy hiểm lắm. Ở trong cái tảng đá nhiều dữ mưa đến hết ốc thôi mà mưa nó đi hết rồi, nhặt xuống tay luôn. Cái đoạn núi bên kia thì không có, chỗ nào không có đâu nhỉ? Có chứ, núi mấy cái núi này, chỗ nào cũng có hết. Con này nó ốc chết. Cái túi dụng đá rồi. Anh trai phải được cân không bác nhỉ? Đâu đâu? Nằm đâu? Cứ nằm dưới đá. Cân thật. Đá làm chú đứng dưới. Ông đứng ké lên nhá, đây 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 này anh em xem này, thấy không đấy, không đâu làm trên đường nhá, rất đó, nhiều lật đá cho các bạn xem này, đó đây nó hú rồi nhiều rồi, đây bỏ những cái đá này đó, trời mà phải mưa phải ra xuống mưa nó mới lên nắng mà nó nhiều đấy chứ không ít mà dân này hơi bị lắm nữa. Ô, mưa này chịu quá lạc mưa này, mong sao giờ tự nhiên cơn mưa, cái mưa này lật đá ra là thấy đây đó đó, đây một đốc to đây này, bụi là thế đây đây này, đây cái con đây này đó đấy, thấy thế là nó nằm ngay trên tảng đá, có con này đấy đây đây rồi, nó cũng to đấy, to lại đây trong cái đá này, đây rồi còn trong này thì cái lần đá này nè, anh cảm thấy đó đây đây đá này, lật đá này nhiều lắm, nhiều cây này cứ im lặng không bọn biết là chết đó. Biết lạt hết, biết là bọn bắt hết đấy, ngày tiền triệu đây này đó. Ngoài tảng đá nhặt ngoài bắt đầu mới là đá xong kìa, không có trên rơi mất, nó rơi là mình tìm thấy đấy, cho anh thấy chưa, úi sợ đá rồi đấy, thấy cho làm ba quần lúc có nhiều đấy, anh em phải lặt đá với có tiền anh em nhá, chứ không phải là đơn giản đâu đấy, thấy chưa, leo núi là phải có kinh nghiệm, phải có bản năng sinh tồn để mới có khả năng leo núi được các bạn ạ. Đấy, anh xem. Có nhiều, một cái đá nhiều. Có đoạn nhiều lắm, có đoạn nhiều lên nhiều.